Giáo lý của Đạo Phật tuy rất sâu xa màu nhiệm nhưng cũng vô cùng thiết thực, gần gũi. Tuy nói tánh không, giải thoát nhưng cũng không rời khỏi sự sống của muôn loài. Tuy nói hành thiền, quán tịnh nhưng nhất cử nhất động cũng đều vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Bậc chân tu giác ngộ từ xưa nay chưa từng nghĩ đến việc lìa khỏi chúng sanh phiền não để riêng mình được phần giải thoát. Chính Đức Phật Thích Ca cũng từng thị hiện trải qua biết bao khó nhọc, suốt 49 năm không một phút nghỉ ngơi để rộng truyền chánh pháp khắp nơi. Vì thế, đạo giải thoát không phải chỉ nơi thâm sơn cùng cốc mà luôn hiển hiện quanh ta. Ngày nào chúng ta chưa thấy được điều ấy, chưa vận dụng được những lời Phật dạy vào ngay trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta chưa thể thực sự hưởng được phần lợi ích vô biên của giáo pháp. Và cũng vì thế, việc nghe hiểu được giáo pháp là điều vô cùng quý báu, nhưng vẫn chưa thể nào so sánh được với giá trị của việc thực hành giáo pháp. Chỉ có thực hành giáo pháp mới mang lại sự an vui lợi lạc cho chính ta và mọi người quanh ta. Chỉ có thực hành giáo pháp mới giúp ta trực tiếp cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa và màu nhiệm trong từng lời dạy của Đức Thế Tôn. Và chỉ có thực hành giáo pháp mới có thể giúp ta xa lìa những khổ đau của thế tục, ngày một tiến gần hơn đến cảnh giới an lạc, giải thoát. Những ai có may mắn được tiếp xúc với giáo pháp, được đọc hiểu giáo pháp, nhưng nếu không tự mình thực hành thì cũng chẳng khác nào kẻ đếm tiền giúp cho người khác, trọn đời không có chút giá trị quý báu nào cho chính mình. Trong vô số những pháp môn phương tiện mà Đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất mà có thể sớm mang lại hiệu quả nhất. Sở dĩ như vậy vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sanh, mà sinh mạng lại chính là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của tất cả chúng sanh. Giải cứu được sinh mạng cho chúng sanh tức là giúp chúng sanh giữ được cái giá trị cao cả nhất, đáng trân quý nhất. Như vậy, thử hỏi, còn có việc làm nào ý nghĩa hơn, đáng làm hơn chăng? Chỉ một việc phóng sanh đơn giản, dễ làm mà có thể gieo được cái nhân lành thù thắng không gì so sánh được. Đó là cứu vớt sinh mạng của những chúng sanh sắp phải nhận lấy cái chết. Dù là xét theo lý lẽ thường tình của thế gian hay là theo giáo pháp nhân quả của Phật dạy, cũng đều có thể thấy được là việc làm ấy đáng trân trọng biết bao nhiêu, chắc chắn sẽ mang lại kết quả to lớn biết bao nhiêu. Mặc dù vậy, trong thực tế cũng có nhiều người không thấy được những ý nghĩa rất thiết thực của việc phóng sanh. Họ biện luận vòng vo, đưa ra lý lẽ này, lý lẽ nọ, luôn cho rằng việc phóng sanh thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Vì sao vậy? Điều không thể phủ nhận là thói quen giết hại của con người từ xưa đến nay đã quá nặng nề. Có khi giết để ăn thịt, có khi giết để lấy da, xương, lông, sừng và các bộ phận khác của thú vật mà sử dụng. Nhưng cũng lắm khi giết hại chỉ vì lòng hiếu sát, chỉ vì để mua vui, giải trí trong chốc lát. Những kẻ xem thường sinh mạng muôn loài như thế, ngày nay thật nhiều không kể xiết, mà người thực hành phóng sinh chỉ lác đác như đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, mặc cho có người tích cực phóng sanh, mà vô số loài bị giết vẫn dường như không thấy giảm thiểu chút nào. Chính vì nhìn thấy thực trạng như vậy mà rất nhiều người đã nản lòng thối chí, cho rằng những nỗ lực phóng sanh chẳng qua cũng chỉ như giả trà xe cát, nào có lợi ích gì. Nhưng cách suy nghĩ như thế thật là cạn cợt và vô lý. Cho dù kẻ giết hại nhiều, người phóng sanh ít, cũng không thể vì thế mà chúng ta lại bỏ đi việc làm tốt đẹp của chính mình. Ví như sau có một trận động đất, người chết nhiều như rơm rạ, mà người còn sống sót chẳng có bao nhiêu. Dù nỗ lực suốt mấy ngày trời, chẳng qua cũng chỉ tìm cứu được vài sinh mạng, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ đi công việc tìm kiếm cứu nạn. Hơn nữa, lại càng phải dốc sức đào bới, tìm kiếm tích cực hơn. Mai ra còn có thể kịp thời cứu sống được những nạn nhân khốn khổ đang bị đè trong đất đá. Cũng vậy, đồng loại của chúng ta ra sức giết hại, thì ta càng phải tích cực hơn trong việc phóng sanh, hầu có thể cứu chuộc được phần nào những tội lỗi nặng nề mà những kẻ vô minh kia đang ngày đêm tạo tác. Mặt khác, cũng không có ít người mang nặng ý tưởng phân biệt giữa sự sống của con người với sự sống của loài vật. Họ cho rằng chỉ có con người mới thực sự có quyền được sống, còn loài vật sinh ra vốn chỉ để phục vụ đời sống của con người. Dù có giết chết bao nhiêu con vật cũng chẳng có gì là tội lỗi. Thật ra, những lập luận như thế thường chỉ là tự dối gạt chính mình để bảo vệ cho việc làm sai trái của chính mình mà thôi. Vì hầu hết những người đưa ra lập luận như thế
Nhưng khi nhìn thấy những con vật bị giết chết, bị hành hạ đau đớn, cũng đều không thể dửng dưng vô sự, mà đều có sự động tâm thương xót tự trong sâu thẳm của lòng mình. Sở dĩ như thế là vì cuộc sống vốn không hề có phân biệt, cho dù là những con vật lớn hay nhỏ, sống trên cạn hay dưới nước, cũng đều biểu lộ những phẩm tính hoàn toàn giống nhau đối với sự sống còn. Tất cả đều thực hiện tham sống, sợ chết, đều biết sợ hãi, đau đớn, mừng vui, yêu thương, oán giận. Như thế thì dựa vào đâu để tự cho rằng chỉ có con người mới có quyền được sống? Hơn nữa, nếu như trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất loài người, liệu chúng ta có vui sống được hay chăng? Thật ra, muốn thấu hiểu mọi ý nghĩa sâu xa của việc phóng sanh cũng không phải là việc dễ dàng. Vì thế, các vị tổ sư từ xưa đến nay đã có không ít vị dành trọn cuộc đời để tuyên dương, giảng giải và khuyến khích mọi người cố gắng làm việc phóng sanh. Trong tập sách này, chúng tôi ghi lại những lời dạy của Pháp Sư Viên Nhân, một bậc cao tăng thạc đức, người đã hết lòng cổ suý cho việc phóng sanh. Sự giảng giải của Ngài, tuy nhiều chỗ đơn sơ mà không kém phần sâu sắc, thể hiện rõ trí tuệ của một bậc cao tăng thực tu thực chứng. Hy vọng có thể qua đó giúp cho nhiều người hiểu thêm về ý nghĩa và công đức của việc phóng sanh. Trong podcast này gồm có hai phần, nhắm đến việc giảng dụ từ những ý nghĩa căn bản nhất cho đến sâu xa thâm thúy nhất của việc phóng sanh. Vì thế, hy vọng là có thể phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của đông đảo mọi người, từ những người đã am hiểu phần nào cho đến cả những người sơ cơ chưa từng nghe biết đến. Phần giảng giải, ngoài những lời dạy của lão Pháp Sư Viên Nhân, chúng tôi có dẫn thêm quan điểm, ý kiến cũng như lời dạy của nhiều vị tổ sư, các bậc danh tăng từ xưa đến nay, kể cả những vị đương đại. Trong phần này, phần lớn tư liệu là do chư tăng ở Viện Chuyên Tu, Đại Tòng Lâm cung cấp. Xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp quý báu của quý thầy. Về phần dụ, chúng tôi ghi lại những câu chuyện xưa nay minh họa cho ý nghĩa và kết quả của việc phóng sanh. Chủ yếu là cho thấy việc thực hành phóng sanh được phước báo ra sao, cũng như việc giết hại sinh mạng phải chịu những quả báo như thế nào. Trong phần này, ngoài sự giúp đỡ của quý thầy ở Viện Chuyên Tu, chúng tôi cũng nhận được tập sưu tầm của sư cô Linh Lạc, do sư cô Linh Bửu chuyển đến, và đặc biệt chuyển kể của Đại Đức Thích Nhuận Châu ở tỉnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy và quý sư cô trong việc thực hiện bài này. Qua những lời giảng giải và những câu chuyện có xưa, có nay, hội đủ các yếu tố cổ kim, chúng tôi hy vọng có thể giúp cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ được giá trị của việc cứu vật phóng sanh, cũng như sự nguy hại của việc giết hại sinh mạng, mà sớm có một sự chuyển hướng tốt đẹp trong đời sống. Chúng tôi mong sao có thể góp được một phần nhỏ bé trong việc khơi dậy lòng từ bi có sẵn nơi tất cả mọi người, khiến cho ai ai cũng thực hành việc giới sát phóng sanh, giúp cho loài vật sớm có được cuộc sống an lành, không bị giết hại. Có thể không tránh khỏi ít nhiều sai sót, kính mong các bậc tôn túc, trưởng thượng, rộng lòng chỉ bảo, và quý vị gần xa niệm tình tha thứ. Kinh Phạm Võng dạy rằng, người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sanh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời nhiều kiếp, do đó mà sinh ra, nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt, tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình, tất cả gió, lửa là bản thể của mình. Cho nên, thường thực hành phóng sanh thì đời đời sinh ra thường gặp chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sanh, nếu thấy người đời giết hại xuất Phật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn. Đức Phật có trí tuệ vô thượng, trong Kinh Phạm Võng đã sớm có lời ân cần, khẩn thiết khuyên răn chúng ta. Giới sát phóng sanh thì tiêu trừ nghiệp chướng, lại trưởng dưỡng được tâm từ bi. Đức Phật còn nói rõ rằng, chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, cứu vật sống được, tức là cứu được cha mẹ ta. Mỗi một chúng sanh đều là anh em, thân quyến, cha mẹ, con cái, từ nhiều kiếp đến nay của chúng ta. Nếu đem nhãn quan của mình mở rộng đến chân tướng vô hạn của không gian, thời gian, của vũ trụ, đối diện với cha mẹ, thân quyến của mình lúc bị bắt, bị nhốt, bị giết, bị ăn thịt, vẫn không cố gắng tận tâm mà rụt rè do dự,
không gấp rút mà giải cứu họ, thật chẳng bằng loài cầm thú. Tuy nhiên, chính như Đại sư Ấn Quang, tổ thứ 13 của Liên Tông nói, việc giới sát phóng sanh tuy cạn cợt dễ thấy, mà cái lý của giới sát phóng sanh thì sâu mà khó hiểu. Trong thời mạt pháp mờ mịt như ngày nay, chánh pháp suy vi, ma đạo thịnh hành, tánh người ngu tối thấp hèn, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, bị vô minh che lấp, không có trí tuệ để chọn lấy pháp môn thù thắng, đơn giản dễ thực hành này, không có phước báu để tiêu trừ sát nghiệp vô tận nhiều đời tạo nên. Vì vậy, nên đề xướng việc phóng sanh ngày nay thật là khó khăn, thường gặp phải sự cản trở phê phán rất nhiều. Thường thường, vừa gặp phải sự phê bình thì có nhiều cư sĩ phóng sanh đã mất hẳn niềm tin, xin lòng thoái chuyển. Tiếp đó thì bỏ đi cơ hội tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng. Khó làm mà làm được mới đáng quý. Trong thời mạt pháp hôm nay, có một vị không sợ bị chê cười, phỉ báng, dị nghị, bất kể sự phê bình cản trở khó khăn, đối với việc phóng sanh vẫn cực lực đề xướng, là vị sư phụ phóng sanh, đó là lão pháp sư Viên Nhân. Lão pháp sư đối với cư sĩ đến thỉnh pháp đều khuyến khích phải hết lòng niệm Phật, lấy giới làm thầy. Ngoài ra, đối với việc phóng sanh đặc biệt nhấn mạnh, chú trọng, lão pháp sư thường hay khuyên rằng chúng ta phóng sanh tức là trả nợ, trả vô số nợ sát sanh từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Người đời nay nhiều bệnh tật khổ đau đều là do thiếu món nợ sát sanh từ kiếp trước mà có. Trả nợ sát sanh có phương pháp hay nhất là phóng sanh, cứu mạng kẻ khác cũng như cứu mạng mình, tức là trả món nợ sát sanh trước kia đã thiếu. Lão pháp sư Viên Nhân dạy, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, sát sanh tự nó có ác báo của sát sanh, phóng sanh tự có thiện báo của phóng sanh. Đừng nên để ý sự phê bình, hủy báng của kẻ khác. Chúng ta thực hành thiện nghiệp của mình, kẻ khác tạo ác nghiệp của chính họ, mai sau quả báo hiện tiền, thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai được. Dưới sự chỉ bảo của lão pháp sư, những cư sĩ phóng sanh chẳng những tiêu trừ được túc nghiệp, mà trong quá trình phóng sanh lại càng nuôi dưỡng tấm lòng từ bi, thể hội được chân lý. Vạn vật chúng sanh là bình đẳng nhất như, đều có đầy đủ Phật tánh, đều có thể thành Phật. Sự chuyển biến của loại tâm từ bi này chẳng phải hạng người chỉ biết phê phán, chỉ trích kia có thể lãnh được trong muôn một. Trong nghĩa cử lương thiện của việc phóng sanh, bao nhiêu những chứng bệnh ung thư, ác tật đều tiêu mất trong vô hình. Bao nhiêu sự kiện cảm ứng nhiễm màu thật chứng từ miệng các cư sĩ thốt ra liên tục, bao nhiêu hình ảnh loài vật cảm ơn thị hiện trước mắt. Podcast công đức phóng sanh này hy vọng có thể khiến cho càng nhiều người hiểu rõ được sự thù thắng của việc phóng sanh, từ đó mà tự mình cố gắng làm công việc từ bi phóng sanh. Cũng hy vọng khiến cho những người có việc phóng sanh có sự nghi ngờ và phê bình qua sự giảng giải này có thể cải chính một số thiên kiến của chính mình, không cản trở kẻ khác phóng sanh nữa, lại tiến thêm một bước để bỏ ác, làm lành, rộng khuyên người đời phóng sanh. Qua lời dạy của lão pháp sư Viên Nhân, mong sao người nghe có thể một truyền ra 10, 10 truyền ra 100,000, khiến cho người người đều khởi tâm từ bi, đều thực hiện việc phóng sanh. Nhờ đó mà việc phát triển được giới sát, ăn chay, khiến cho mọi sự tàn bạo trong xã hội được tiêu trừ, tuần hoàn tăng trưởng, đất nước an lành, nhân dân thịnh vượng, vạn vật muôn loài trong trời đất đều được vui thú hồn nhiên, hưởng trọn thiên nhiên. Thế nào gọi là phóng sanh? Phóng sanh tức là nhìn thấy các loài chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống. Luận Đại Trí Độ dạy rằng, chư dư tội trung, sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung, phóng sanh đệ nhất. Trong tất cả công đức, phóng sanh là công đức lớn nhất. Tại sao phải phóng sanh? Nói một cách đơn giản, phóng sanh tức là trả nợ, trả món nợ sát sanh mà chúng ta đã tạo nghiệp sát nặng nề từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, nếu ác nghiệp này có hình tướng thì cho đến tận cùng hư không cũng không dung chứa hết. Chúng ta ngay trong kiếp này tạo nghiệp giết hại sanh vật,
quả thật đã không thể tính đếm được, huống chi là đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp. Nên biết chân lý, có nợ phải trả, có tội phải báo. Xem xét lại tự thân mình, toàn thân đều là sát nghiệp, đã tạo biết bao nghiệp giết hại, chẳng tránh khỏi phải khủng hoảng, xấu hổ, thật không đất dung chứa. Sao có thể không tự mình kịp thời sám hối, cố gắng phóng sanh, hầu mong đền trả nợ nần trong muôn một. Việc phóng sanh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình, nên khởi lòng từ bi mẫn phóng sanh, xem sinh mạng của loài vật như sinh mạng của chính mình. Được vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng, điên đảo nữa, sẽ chẳng tạo nghiệp giết hại nữa, sẽ chẳng thiếu món nợ sát sanh nữa, sẽ chẳng phải luân hồi thọ báo nữa. Kinh Dược Sư Đu Ly Bổ Nguyện Công Đức dạy rằng, cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách, thì bản thân không gặp các tai nạn. Phóng sanh có những công đức gì? Công đức phóng sanh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay, xin nói đại lược như sau. 1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát. 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật. 3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn. 4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nói giỏi không ngừng. 5. Chỗ mong cầu được toại nguyện. 6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi, thuận buồm, xuôi gió. 7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ. 8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não. 9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn. 10. Tái sanh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu tịnh độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Đại Nguyện dạy rằng, chúng sanh thương yêu nhất là thân mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật. Sau khi phóng sanh, tự mình có những gì thay đổi? Phóng sanh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sanh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sanh, lại còn tôn trọng trân quý. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc sống hàng ngày có thể thực hiện được giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài, các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm, khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian. Nên biết rằng, tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta trưởng dưỡng lòng từ bi, thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau. Chư Phật hoan hỷ, thì tự nhiên dễ có cảm ứng đạo giao. Việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu. Trong Kinh Phạm Võng, Bồ Tát Giới, Giới Sát Văn có dạy, nếu Phật tử hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết, phàm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không ý giết. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh mà trái lại tự phóng tâm nở lòng sát sanh. Phật tử này, phạm, Bồ Tát, Ba La Di tội. Tôi nghĩ, thà đem số tiền làm việc phóng sanh để cứu tế cho những người nghèo khó đói thiếu, xem ra có hiệu quả thực tế hơn. Già cả cô độc, bần cùng khổ hạnh, tuy thật đáng thương xót, nhưng mạng sống chưa đến nỗi tức khắc tử vong, phải mất đi trong chốc lát. Còn loài vật đang nguy ngập kia, nếu chẳng kịp cứu giúp phóng sanh thì tức khắc sẽ bị giết để nấu nướng, phải bỏ mạng trong miệng con người. Một bên là cảnh ngộ đáng thương, nhưng vẫn còn giữ được tính mạng. Một bên là chỉ mành treo chuông, mạng sống bị đe dọa. So ra, bên nào gấp rút hơn đã có thể thấy ngay. Nên biết,
Chúng sanh muôn loài so với chúng ta thì tán Phật cũng đồng nhất, không sai khác. Chỉ vì vô minh che lấp, nghiệp báo nặng nề mà phải trầm luân trong cảnh giới súc sanh. Đối với tất cả súc sanh, Đức Phật đều thương yêu như đứa con. Cứu được một mạng sống tức là cứu được một người con Phật, nên chư Phật đều hoan hỷ. Lại nữa, cứu một chúng sanh cũng như cứu được một vị Phật tương lai. Vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có khả năng thành Phật. Luận Trí Độ dạy rằng, trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất. Trong Kinh Phật cũng dạy rằng, tâm từ chính là nhân duyên đem đến mọi sự an lạc. Nếu ai ai cũng làm việc phóng sanh mà không giết hại, các loài súc sanh sẽ sinh sản càng nhiều. Tương lai thế giới này há chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay sao? Như các loài kiến, mối, côn trùng, loài người không ăn chúng nó, để mặc tình chúng tự nhiên sinh sản. Nhưng thế giới ngày nay có phải là thế giới của loài kiến đâu? Hay là thế giới của loài mối, của côn trùng? Thật ra, những loài vật mà ta phóng sanh, khi được tự do sinh sản, được nuôi dưỡng trong thế giới tự nhiên, thì chúng tự có sự điều tiết phù hợp trong sinh thái và sinh sản cân bằng. Nghiệp ác của chúng ta hiện nay vẫn chưa được giải trừ. Nếu lại cứ một mực lo lắng rằng loài súc sanh trên thế giới đã quá nhiều, như vậy có khác nào người nông dân chưa xuống ruộng gieo giống, lại cứ ngày ngày lo lắng mai sau lúa thóc chín đầy cả ruộng, không sử dụng hết. Lo lắng vô cớ như thế, há chẳng phải buồn cười lắm sao? Nên biết rằng, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mãi mãi không sai chạy. Hiện nay, trên thế giới sở dĩ cầm thú rất nhiều, chính là vì trước kia những người giết cầm thú quá nhiều, nay phải hóa sinh làm cầm thú. Như người ăn dê, dê chết rồi thành người, người chết lại thành dê, sinh sinh tử tử trở thành báo oán lẫn nhau, đời đời không dứt. Vì sự oan oan tương báo như thế, cùng làm súc sanh, cho nên có thế giới cầm thú. Nếu như người người đều có thể bỏ việc giết hại, làm việc phóng sanh, thì oan nghiệp hận thù giữa súc sanh và con người sẽ dần dần tiêu mất. Cầm thú súc sanh do đó dần dần giảm thiểu. Cõi người, cõi trời ngày ngày thêm đông. Như nước Sở chẳng ăn ếch mà ếch lại ít dần. Nước Thục chẳng ăn cua mà cua tự nhiên ngày càng hiếm. Thời xưa đã có tấm gương sáng, chúng ta nên tự phản tỉnh, xét soi. Kinh Đại Nhật có dạy rằng, Phật Pháp lấy tâm Bồ Đề làm chánh nhân, lấy lòng đại bi làm căn bản. Khuyên những người làm nghề sát sanh thay đổi nghề nghiệp, đó là làm hại sinh kế của người ta. Như thế là thương loài súc sanh mà không thương người. Có vẻ như không được hợp tình hợp lý chăng? Xã hội có đủ các giới, sĩ, nông, công, thương, đủ các ngành nghề. Mỗi ngành nghề đều có thể kiếm ra tiền, đều có thể nuôi phương tiện làm mưu sinh cho mình, đều có thể nuôi sống gia đình. Lẽ nào cứ phải lấy vị sát sanh hại mạng để làm phương tiện mưu sinh cho mình hay sao? Nên biết rằng, nhân quả báo ứng mãi mãi không sai lệch. Đã tạo nghiệp giết hại, ắt gặp quả báo bị giết hại. Ngày nay tuy tạm thời được ăn sung mặc sướng, nhưng tương lai đến lúc thọ nhận quả báo, e rằng chẳng có lúc được ngừng nghỉ, vả lại còn để họa lây cho đến con cháu đời sau. Quả là điều lợi chẳng bằng điều hại. Kinh Phạm Võng dạy rằng, Bồ Tát nên sinh khởi tánh Phật, hiếu thuận từ bi, thường giúp đỡ cho hết thảy mọi người đều được an vui hạnh phúc. Việc phóng sanh có hạn chế đối tượng hay không? Không có hạn chế. Phàm là các loài chim bay trên trời như bồ câu, xe sẻ, các loài sống trong nước như tôm, cua, cá, ốc, các loài sống trên mặt đất như hươu, nai, dê, thỏ, các loài chui sâu trong đất như giun, trùng, kiến, mối, chỉ cần có mạng sống thì đều có thể phóng sanh được. Luận Đại Trí Độ dạy, tâm đại từ là ban vui cho tất cả chúng sanh, tâm đại từ là cứu vớt khổ nạn cho tất cả chúng sanh. Tại sao khi thực hiện việc phóng sanh thường có nghi thức thọ tam quy và niệm Phật cho loài súc sinh? Chánh pháp ngàn năm khó gặp,
chúng ta cùng với loài súc sanh ấy có nhân duyên, nên phát tâm cứu được mạng sống cho chúng, nhưng không thể cứu giúp chúng thoát khỏi luân hồi nghiệp báo. Vì vậy, rất nên phát tâm đại từ bi, vì chúng mà truyền thọ tam quy y, để giúp chúng kết duyên lành với Phật Pháp. Chúng sanh nào có duyên lành được quy y tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, thì không còn phải đọa vào ba đường ác, nên có thể giúp cho những súc sanh ấy, khi nghiệp báo dứt hết, sẽ vĩnh viễn không rơi vào các đường ác nữa. Ngoài ra, khi thực hành nghi thức như vậy, vị Pháp Sư cùng tất cả cư sĩ tham gia, vì chúng mà trì niệm danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe sáu chữ hồng danh ấy, tức là gieo nhân lành vào tạng thức. Nhờ đó mà kiếp sau chuyển thế làm người, ắt sẽ gặp được Phật Pháp, biết niệm Phật tu hành, được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của sáu đường luân hồi. Đây mới chính là ý nghĩa sâu xa, màu nhiệm nhất của phóng sanh. Giải trừ nghi vấn. Ý nghĩa phóng sinh tích cực hay tiêu cực? Mỗi lần chúng tôi phóng sinh thường phải đến tiệm bán chim để mua chim. Vì tiệm bán chim chỉ có mấy tiệm cố định, nên mua lâu rồi thì chủ tiệm chim thì biết trước là chúng tôi sẽ đến mua chim để phóng sinh. Vì thế họ cố ý thu gom, tồn trữ, chuẩn bị rất nhiều chim cho chúng tôi đến mua. Phóng sinh như vậy thì sớm đã bị người ta đoán biết, nên cũng như gián tiếp khuyến khích họ đi bắt chim về để bán cho chúng tôi thả. Như vậy, việc phóng sinh vô tình lại tạo điều kiện giúp người khác tạo sát nghiệp. Vì thế, rất nhiều người phê phán chúng tôi, chê cười chúng tôi là ngu si. Ngay cả trong lòng chúng tôi cũng có chỗ nghi hoặc, nên thật chẳng dám đi mua chim để phóng sinh nữa. Có thể giải thích mối nghi này như thế nào? Chúng ta thả chim, đến tiệm bán chim không nỡ nhìn thấy chúng bị bắt, bị giam, bị bắt giết, sắp bị giết, nên phát lòng từ bi cứu lấy chúng nó, đem chúng nó đi phóng sinh. Đó là một công đức đơn thuần, chỉ trong một ngày có thể hoàn thành. Nhờ đó mà vô số chim có cơ hội được sống còn trong tự nhiên, khác nào như được tái sinh lần nữa. Chủ nhân tiệm chim biết được chúng ta sẽ mua chim về phóng sinh, vì thế trước đó đã thu gom, tồn trữ, tìm khắp các nơi để mua sỉ, mua lẻ, mang về một chỗ chờ đợi chúng ta đến mua. Như vậy thì lại càng phải cố gắng mua cho thật nhiều. Điều này có gì mà phải phân vân, do dự. Chỉ cần khả năng cho phép, họ thu gom được càng nhiều chim thì ta càng nên mua chim để phóng sinh. Ông hãy suy nghĩ cho kỹ việc này. Vì biết chúng ta phóng sinh nên chủ nhân tiệm chim mới tìm mọi cách, nghĩa ra mọi biện pháp để thu gom những con chim bị bắt được ở khắp nơi, toàn bộ đều mang về một chỗ để chờ chúng ta giải cứu, phóng sinh. Tất cả những con chim khổ nạn kia được giải cứu, ắt phải mừng đến rơi lệ. Tất cả thiên long hộ pháp phải hết lòng tán thán việc lành này. Chư Phật, Bồ Tát đều hết lòng hoan hỷ khen ngợi. Tất cả oan thân trái chủ của chúng ta phải cúi đầu thất vọng. Ma vương, tà chúng phải tức giận đến dựng mày trợn mắt. Chúng ta hãy thử đặt câu hỏi. Nếu như ngày nay chúng ta không phóng sinh nữa, không thả chim nữa, thì những người thợ săn bắt chim kia sẽ thôi không bắt chim nữa chăng? Các tiệm bán chim kia sẽ đóng cửa không buôn bán được nữa chăng? Câu trả lời chắc chắn là không. Chim vẫn bị người ta tung lưới ra bắt, tiệm bán chim vẫn mở cửa buôn bán như trước. Nhưng khi ấy, những con chim xinh đẹp, quý giá thì bị bán cho người ta nhốt vào lòng để thưởng ngoạn. Còn những con chim xấu xí, giá trị không cao, có thể bị bán cho người đem đi tìm, nướng, làm thành từng sâu chim nướng, rao bán bên lề đường. Lại có những con quá xấu xí, gầy ốm, không thể bán được, nhưng rủi ro xa vào lưới. Khi ấy, thợ săn chỉ chọn một số chim có giá trị đem bán, còn những con chim tội nghiệp ấy thì đưa tay bẻ cổ một cái rồi quăng thay trong rừng núi hoang vắng. Vì thế, nếu như thật có tiệm bán chim chỉ chuyên bán chim để phóng sinh thì cũng chẳng sao cả. Cứ mặc tình chúng ta đến mua, mặc tình mang đi thả. Phóng sinh là phóng sinh. Phóng sinh tuyệt đối là một việc tốt đẹp. Tiệm bán chim để phóng sinh thì cũng chẳng khác nào là một trại tập trung tù giam để chờ đợi đại ân xá.
những con chim kia, hoặc là vui mừng, mừng vui vì có cơ hội gặp người thiện tâm phóng sinh cứu mạng, hoặc là lo sợ nếu chúng ta nhục tâm thoái chí, nghe theo những kẻ năm lần bảy lượt đẩy đưa cản trở, thì chúng nó dù cho một mảy may cơ hội sống còn đều chẳng có. Một cuộc đối thoại phóng sinh hay phóng tử. Một thanh niên nhìn thấy bà cụ già đang thả cá phóng sinh, chàng chú ý quan sát rồi đến gần bà cụ thắc mắc thưa hỏi. Chàng thanh niên: thưa cụ, cụ hãy xem kìa, số cá vừa thả ra đã chết đi rất nhiều, thi thể nổi lên mặt nước. Phóng sinh như vậy chắc hẳn phải gọi là phóng tử, như vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Bà cụ: này cậu thanh niên, cậu hãy nhìn lại cho thật kỹ, lẽ nào không thấy được sao? Vẫn còn một số cá lớn sống trên mặt nước, vui mừng tung tăng bơi lội đó. Trong quá trình phóng sanh giải cứu vật mạng, khó lòng tránh khỏi có một phần nhỏ cá bị chết. Điều này không thể tránh được. Cũng như trong chiến tranh, quân nhân giải cứu đồng bào bị vây, trong quá trình giải cứu cũng khó tránh khỏi có một vài người không may tử vong. Tuy nhiên, cũng không phải vì thiểu số bị tử vong mà bỏ đi hành động giải cứu. Lại cũng như trong khi cấp cứu, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân đang lâm nguy, trong quá trình cấp cứu cũng khó tránh khỏi một số bệnh nhân không may tử vong. Vẫn không thể vì thiểu số bệnh nhân tử vong mà bác sĩ bỏ đi hành động cứu chữa. Chàng thanh niên: thưa cụ, lời cụ thật có đạo lý. Nếu chúng ta không làm việc phóng sinh thì tất cả những con cá kia chỉ duy nhất có một đường chết mà thôi. Toàn bộ đều sẽ bị bán đi, bị giết chết, bị ăn thịt. Nhờ có chúng ta làm việc phóng sinh nên ít nhất những con cá kia vẫn còn một tia hy vọng, một cơ hội sống sót. Tối thiểu cũng có một phần cá được lấy lại tự do, được cơ hội sống còn. Còn những con cá không may chết đi thì ít nhất cũng tránh được cực hình cắt xẻo, lửa đốt, nước sôi. Không có người phóng sinh thì những con vật bị bắt chỉ có duy nhất một con đường chết, vả lại còn phải chết một cách vô cùng thê thảm. Nhờ có người phóng sinh, ít nhất cũng có thể cho những con vật tội nghiệp kia một cơ hội sống sót. Vạn nhất chẳng may chết đi thì cũng được chết trong lòng tự nhiên, chết được đoàn thay, giảm được sự đau khổ rất nhiều. Bà cụ: cậu thanh niên này, xem ra cậu có căn lành. Vừa nói qua thì cậu đã hiểu được ngay. Kỳ thật còn có ý nghĩa sâu xa hơn nữa của việc phóng sinh là quy y Tam Bảo và niệm Phật. Chúng ta được biết quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Trong pháp hội phóng sinh, dưới sự chủ trì của pháp sư, những súc sinh trong nhân duyên ngàn năm khó gặp này sẽ được quy y Tam Bảo. Nhờ đó mà trải qua đời này, nghiệp báo súc sinh dứt hết thì có thể nhờ công đức quy y Tam Bảo mà thoát được ba đường ác. Lại có pháp sư và nhiều cư sĩ thiện tâm cùng chí thành vì súc sinh tụng niệm Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ đó mà gieo vào tạng thức của súc sinh một hạt giống lành tròn đầy. Trong tương lai, hạt giống niệm Phật ấy sẽ đâm chồi thành thục, giúp súc sinh được sinh làm người, biết niệm Phật tu hành, vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, chứng đắc quả Phật. Đây mới là ý nghĩa tích cực nhất trong việc phóng sinh. Chàng thanh niên: thưa cụ, vô cùng cảm ơn những lời giải thích của cụ. Con hôm nay cuối cùng đã hiểu rõ được ý nghĩa chân chánh của việc phóng sinh. Kỳ thật, chết chỉ là một hình thức. Những con cá bị chết quả nhiên đáng thương, nhưng ngày nay đã được quy y Tam Bảo, lại được nghe câu thánh hiệu bất khả tư nghị
Nam Mô A Di Đà Phật, thì thọ mạng của súc sinh sớm được kết thúc, sớm được giải thoát, sớm được siêu sinh, sau này sớm biết niệm Phật tu hành, vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xét như vậy thì những con cá bị chết kia cũng là có phước báo. Còn trước đây cứ mãi phê phán việc vật mạng phóng sinh bị chết, nay mới biết được chính mình là ngu si biết chừng nào. Ba cụ, cậu thanh niên này, tất cả chúng sinh trong sáu đường luân hồi đều là khổ, gồm cả chúng ta trong đó. Chúng ta phóng sinh đương nhiên phải hy vọng toàn bộ súc sinh đều được sống, hết lòng hết dạ làm cho chúng được sống còn. Nhưng nếu vẫn không may có một số chết đi, chúng ta cũng thành tâm cầu nguyện cho chúng sớm được giải thoát, được chuyển sinh, sớm biết niệm Phật, được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Chúng ta tự mình cũng chán lìa cõi ta bà, cầu sinh Cực Lạc, hy vọng chính mình cũng sớm dứt nghiệp báo, được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chàng thanh niên: Thưa cụ, đúng vậy, kỳ thật cái chết cũng chẳng thực sự bất hạnh. Có cái chết nhẹ như lông hồng, có cái chết nặng như núi Thái Sơn. Sau khi chết được siêu sinh, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó mới là đại giải thoát chân chính, mới là nơi quy trú tốt nhất của tất cả chúng sinh trong sáu đường luân hồi. Từ nay trở đi, con nhất định cố gắng phóng sinh, lại còn rộng khuyên tất cả mọi người phóng sinh. Càng phải nói với mọi người rằng, ngày nay con hiểu rõ được giá trị và ý nghĩa chân chính của việc phóng sinh. Cảm ơn cụ, cảm ơn cụ. Ba cụ: Cậu thanh niên này, cậu nhất định phải ghi nhớ, phóng sinh tức là cho súc sinh một cơ hội sống, một sự tự do, lại có được một cơ hội quy y Tam Bảo, một cơ hội được nghe niệm Phật. Dù thế nào cũng đừng vì sự hủy bán cản trở mà khiến cho vô số súc sinh đang thọ khổ nạn kia phải mất đi cơ hội sinh tồn. Chàng thanh niên: Thưa cụ, đúng vậy, phóng sinh cũng là dành cho chính chúng ta một cơ hội cứu thần chuộc mạng, đền trả nợ giết hại, một cơ hội rộng chứa phước điền, tiêu trừ nghiệp chướng. Nhất định không thể vì bất cứ sự cười chê nghị luận phê phán nào mà thôi tâm nhụt chí, bỏ lỡ đi cơ hội quý báu nhất để tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Bốn pháp bảo. 1. Sám hối. Khi chưa học Phật thường cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng, sống trong đời mỗi ngày đều mưu tính làm cách nào để cho mình được hơn người một bậc, làm cách nào để có được gia tài đồ sộ, làm cách nào để thân mình đeo đầy vàng bạc, làm cách nào để thanh danh vang xa. Suốt một ngày có 24 giờ, mỗi khi thức dậy đều đuổi theo tham, sân, si. Ngay cả trong giấc ngủ cũng bị ba món độc này trói buộc, nhưng tự mình ngu si không giác ngộ, vẫn ở trong hàm phẫn mà chẳng tự biết, thật đáng xấu hổ đến cùng cực. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện dạy rằng, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, mỗi một cử động, mỗi một ý nghĩ đều phạm vào tội lỗi. Sau khi được học pháp Phật mới bừng tỉnh ra, nhận thấy chính mình thật quá xấu xa độc ác, toàn thân đều là những nghiệp sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, tội nghiệp sâu nặng. Trong sinh hoạt hàng ngày, nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm đều là xấu ác. Ngày ngày đối diện với tham sân si của mình mà chiến đấu, vẫn cứ thất bại rồi lại chiến đấu. Từ đó mới thể hội được sâu sắc bốn chữ: cụ phượng phàm phu. Kẻ phàm phu đầy dẫy những phiền não. Trong nhiều kiếp từ vô thủy đến nay đã tích lũy biết bao tập khí nghiệp chướng, sớm đã đem sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý buộc chặt đến nỗi không thoát ra được. Muốn thoát khỏi tập khí, tiêu trừ nghiệp chướng nào phải dễ dàng. Như hôm nay, ta chỉ có một con đường là sám hối. Kinh Kim Quang Minh, Phẩm Sám Hối, Phẩm thứ 3 dạy rằng: Sở vị kim quang, diệt trừ chư ác, thiên kiếp sở tác,
cực trọng ác nghiệp, nhược năng chí tâm, nhất xám hối giả, ngư trị trúng tội, tất gia diệt tận, ngã kim dĩ thuyết, xám hối chi pháp, thị kim quang minh, thanh tịnh vi diệu, tốc năng diệt trừ, nhất thiết nghiệp chướng. Tạm dịch, chỗ gọi là kim quang diệt trừ các điều ác. Cho dù trong ngàn kiếp tạo nghiệp ác nặng nề, nếu có thể một lần chí tâm cầu sám hối, thì tất cả những tội lỗi ấy hết thảy đều tiêu trừ. Ta này đã thuyết dạy pháp sám hối nhiệm màu, gọi là kim quang minh. Pháp thanh tịnh vi diệu có thể diệt trừ nhanh hết thảy mọi nghiệp chướng. Pháp sám hối kim quang minh này là pháp bảo vô giá. Chúng ta là phàm phu trong thời mạt pháp của cõi thế giới có đủ năm sự xấu ác mà nghe được pháp môn này, chính là nhờ đã từng đối trước trăm ngàn vạn ức đức Phật trong các căn lành, nay mới có được phước báo này. Nguyện cho tất cả mọi người đều có thể thành tâm sám hối, phát lộ tội lỗi, cầu mong chư Phật, Bồ Tát gia hộ sớm diệt trừ tội chướng sâu nặng, và nhờ vào công đức sám hối này mà hồi hướng cho khắp các chúng sanh hữu tình rộng lớn, cầu cho khắp nơi thảy đều thoát ly biển nghiệp, cùng sanh về cõi tịnh độ cực lạc. 2. Phóng sinh. Luận Đại Trí Độ dạy rằng, trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất. Vì đối với tất cả chúng sinh, điều quý báu nhất chính là mạng sống. Bị giết hại thì sinh ra oán thù sâu nặng nhất, được cứu sống thì cảm kích mang ơn nhất. Pháp đầu tiên trong sáu pháp ba la mật là bố thí. Bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Mà chỗ đáng quý của việc phóng sinh là tự nó bao gồm đủ cả ba việc tài thí, pháp thí và vô úy thí. Vì gồm đủ ba cách bố thí nên công đức của việc phóng sinh là cao quý, lớn lao nhất. Pháp sư Vi Nhân đã chỉ dạy cho chúng ta pháp bảo vô thượng thù thắng là việc phóng sinh. Mọi người càng nên trân quý, nỗ lực thực hành để chẳng phụ lòng pháp sư đã khổ tâm lao nhọc dạy dỗ chúng ta. 3. Ăn chay. Kinh Lăng Già dạy rằng, ăn thịt cùng với sát sinh đồng tội. Trong tất cả tội nghiệp, nghiệp giết hại là nặng nhất. Vì đã tạo nghiệp giết hại, ắt phải nhận chịu quả báo bị giết hại. Nhân quả báo ứng là thảm khốc nặng nề nhất. Ngờ đâu, điều bất hạnh nhất của chúng ta là suốt đời mãi mê tạo nghiệp giết hại mà không tự biết. Bởi vì ăn thịt đồng tội với sát sinh, nên ăn thịt tức là sát sinh. Chúng ta ngày nay ăn thịt, tức là ngày ngày tạo nghiệp giết hại. Ba bữa ăn thịt, tức là ba bữa vay nợ giết hại. Chúng ta vì ăn thịt chúng sinh mà kết thành mối oán thù sâu như biển lớn, vô lượng vô biên không thể tính đếm, nên quả báo trong tương lai thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không dám nghĩ đến. Kinh Niết Bàn dạy rằng, người ăn thịt là đoạn mất hạt giống đại từ. Tâm Phật tức là tâm từ bi. Chúng ta tu hành học Phật tức là học theo tâm đại từ bi của Phật. Học được một phần tâm từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu một phần. Học được 10 phần từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu 10 phần. Những người ăn thịt sớm đã đoạn mất hạt giống đại từ bi thì còn biết làm sao được. Tâm từ bi không được nuôi dưỡng, không nảy nở, không có tâm từ bi thì sớm đã lìa xa tâm Phật, nên tất cả việc tu hành đều chỉ còn là sự thất vọng buồn chán. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, người ăn thịt thì chỗ cầu công đức đều không thành tựu. Chúng ta muốn cầu cho thân thể khỏe mạnh, cuộc sống bình an, con cháu hiển đạt, sự nghiệp thuận lợi, muốn cầu cho nghiệp chướng tiêu trừ, đạo nghiệp thành tựu, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Nhưng nếu là người ăn thịt thì chỗ cầu tất cả công đức đều không thể thành tựu. Đây là lời dạy bảo từ kim khẩu Đức Phật. Nếu chúng ta không thể ăn chay, vẫn cứ ăn thịt, tạo sát nghiệp như cũ, thì tất cả tâm nguyện của chúng ta xem như vô phương thực hiện. Chính vì việc ăn chay quan trọng như vậy, nên Pháp Sư Vi Nhân vẫn luôn giữ theo lời Phật dạy. Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần. Nỗ lực không ngừng, khuyên dạy mọi người phải cố gắng học Phật, nhất định phải mau mau ăn chay,
mau mau dứt bỏ các thói quen ăn thịt từ lâu nay. Nếu có thể lập tức sửa đổi thành người ăn chay hoàn toàn là hay nhất. Nếu không có cách chi lập tức sửa đổi như vậy, thì vẫn phải luôn luôn thôi thúc chính mình, đốc thúc chính mình hướng hoàn toàn về mục tiêu bỏ thịt ăn chay mà thực hiện dần dần. Vì ăn một lần thịt là tạo một lần sát nghiệp, kết một lần oán thù. Ăn 10 lần thịt là tạo 10 lần sát nghiệp, kết 10 lần oán thù. Mỗi một lần ăn thịt là tạo ra sát nghiệp, là kết thành mối oán thù sâu đậm với chúng sinh. Tương lai nhân quả báo ứng vẫn phải là chính mình đền trả. Tạo được vô biên công đức thì chính mình được hưởng. Gây ra vô biên tội lỗi thì cũng chính mình phải nhận lấy. Mỗi một người học Phật đều phải nghiêm chỉnh trong việc này. Dù thế nào cũng không thể xem thường. 4. Niệm Phật. Kinh Đại Tập dạy rằng, thời mạt pháp, muôn ức người tu hành cũng ít có được một người đắc đạo. Chỉ có y theo pháp môn niệm Phật mà được độ thoát sinh tử. Đại sư Thiện Đạo dạy rằng, Đức Như Lai sở dĩ xuất hiện trên thế giới này, mục đích duy nhất là giảng thuyết về bổ nguyện to lớn của Đức Phật A-di-đà. Chỉ một câu A-di-đà Phật là tinh hoa cao trỗi nhất của Đức Phật thuyết pháp trong 49 năm. Là con đường tắt đi trong con đường tắt. Là diệu pháp trong diệu pháp. Nương nhờ đại từ đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, nương nhờ sức Phật mà cắt ngang qua dòng trượt lưu sinh tử, siêu thoát luân hồi quả báo. Thời mạt pháp tu hành, nếu liều khỏi pháp môn niệm Phật, thì trong muôn ức người tìm không ra một người thành tựu. Niệm Phật có đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên chỉ theo một pháp môn mà thâm nhập. Đời này, kiếp này nên hết lòng niệm Phật, không xen tạp, không lòng này ý khác. Vì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tương đương như tụng hết ba tạng, 12 phần giáo điển. Một câu A Di Đà Phật cũng tức là pháp thiền. Kinh Đại Tập dạy rằng, nếu ai nhất tâm niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật thì gọi là pháp thiền vô thượng thâm diệu. Một câu A Di Đà Phật cũng tức là pháp mật. Sáu chữ hồng danh toàn y theo phạn văn, chưa phiên dịch một chữ nào, là câu chú chân thật nhất, đơn giản nhất. Thế nên một câu niệm Phật cũng vừa là pháp thiền, vừa là pháp mật, lại vừa có thể bao quát cả ba tạng, 12 phần giáo điển. Trong kinh dạy rằng, hàng Bồ Tát thập địa xưa nay vẫn chưa từng rời bỏ câu niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật, 10 phương chư Phật đều đến hộ niệm. Trên các vị Bồ Tát đẳng giác, dưới đến bao chúng sanh nhiều tội nghiệp, một niệm đó đều như nhau, chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thử nghĩ xem, chúng ta là phàm phu đầy dẫy phiền não, có phước đức năng lực gì mà được phước báo cùng các vị đại Bồ Tát cùng tu một pháp môn? Các vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí đều dạy chúng ta niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thù thắng như vậy, khó gặp như vậy, đời này kiếp này chúng ta càng phải nắm vững. Nếu không có thiện căn của nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta không thể nghe được, càng không thể tin nổi câu Phật hiệu này. Pháp sư Viên Nhân đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà dung hội vào mọi việc ăn mặc, ngủ nghỉ trong sinh hoạt hàng ngày. Nhất cử nhất động đều không lìa khỏi việc niệm Phật. Đối với Ngài thì chim hót, ếch kêu, mỗi tiếng đều là tiếng niệm A Di Đà. Ngài lấy thân giáo thị hiện mà chỉ dạy chúng ta một lòng niệm Phật. Chúng ta may mắn gặp được Pháp sư Viên Nhân là bậc mẫu mực trong sự hành trì niệm Phật chân chính. Lại còn được thân cận thỉnh ích, đây là một phước báo hết sức to lớn. Nguyện cho tất cả mọi người niệm Phật đều có thể một lòng một dạ niệm Phật cầu vãng sinh, một đời thành tựu để chẳng cô phụ đại từ bi nguyện của Đức A Di Đà, cũng chẳng quên ơn dạy dỗ với sự lao nhọc và ân cần chỉ dạy của pháp sư. Phóng sinh là nuôi dưỡng lòng từ bi. Câu chuyện sau đây được ghi theo lời kể của bác sĩ Quách Huệ Trân. Bản thân vị bác sĩ này là một người tinh tấn tu tập, tín tâm sâu vững, về sau xuất gia trở thành pháp sư đạo chứng. Tôi có một người bạn đồng học hiện là giáo sư tại một trường đại học ở Hoa Kỳ, cũng là một nhà khoa học về thực phẩm nổi tiếng trên thế giới. Khi anh còn đang học trung học, bỗng nhiên mắc phải một cơn bệnh nặng. Cha mẹ đưa đi bác sĩ khắp nơi.
làm rất nhiều xét nghiệm cực khổ. Một hôm, tại Tổng Y viện Vinh Dân, kết quả xét nghiệm tìm thấy trong phim chụp X-quang phần ngực của anh có một vết đen lạ. Nhưng lúc đó, bác sĩ vẫn chưa có kết quả chẩn đoán chính xác. Người bạn học này của tôi, vì chịu rất nhiều đau khổ nên khởi tâm từ bi, rất cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Lúc học lên bậc đại học, anh bắt đầu học Phật Pháp, lại còn phát tâm thọ trì năm giới. Sau khi thọ giới, anh càng chí thành, tinh tấn. Sau đó, lúc đang học chương trình cao học ở Hoa Kỳ, bài vở và việc thực nghiệm rất bận rộn. Mỗi ngày, anh phải thức đến 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng. Lâu ngày, do học nhiều và làm việc quá sức, lại thiếu ngủ nghỉ cũng như ăn uống thất thường, nên dần dần, anh thấy xuất hiện một số triệu chứng, môi trở nên trắng bệch. Khi anh sắp lấy được học vị thạc sĩ, lần cuối cùng phải làm một cuộc thí nghiệm, đòi hỏi phải giết rất nhiều chuột trong khi thực hiện. Anh vốn đã có bản tính từ bi, lại thêm tinh thần trì giới, nên kiên quyết không làm việc sát sinh, quyết từ bỏ học vị thạc sĩ sắp có được. Người nhà và bạn bè đều chê trách. Tại sao đã chịu cực khổ học hành ở Hoa Kỳ lâu như vậy mà cuối cùng lại bỏ đi? Biết bao nhiêu người mong muốn có được học vị này, nay anh sắp có được, sao lại từ bỏ? Chẳng lẽ vì không muốn giết chuột lại từ bỏ một công trình khó nhọc lâu ngày như vậy hay sao? Anh là một người rất ôn hòa nên không biện luận, phân trần gì cả. Trong tâm từ bi và trí tuệ học Phật của anh đã vượt thắng lòng ham muốn công danh, lợi lộc của thế gian. Do đó, anh đổi ngành học để không còn phải sát sinh trong việc nghiên cứu. Anh lại phải khó nhọc rất lâu, nhưng cuối cùng cũng có được học vị thạc sĩ. Do tích lũy sự mệt nhọc lâu ngày thành bệnh, và anh mắc bệnh ung thư máu. Anh đã trải qua đủ mọi xét nghiệm khổ sở. Anh cũng biết được tình trạng vô phương cứu chữa của mình nên từ chối nhập viện. Anh kiên trì ăn chay trường, kiên trì và chí tâm niệm Phật. Trong thời gian này, anh lại tiếp tục theo đuổi học vị tiến sĩ ở trường đại học Wisconsin tại Hoa Kỳ. Ở vào tình trạng bệnh tật như anh, đối với người khác hẳn là không thể nào duy trì được ý chí và nghị lực. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lấy được học vị tiến sĩ ở đại học Wisconsin. Trong khi theo đuổi việc học tập, cho dù bận rộn đến đâu, anh cũng không từ bỏ việc sớm tối tụng kinh, niệm Phật. Nhờ sức Phật gia hộ, cũng như nhờ sức công đức giữ giới không sát sinh, thành tâm niệm Phật, khiến anh có thể duy trì được cuộc sống an lạc, bình thường. Đây là một sự cảm ứng âm thầm không thể nghĩ bàn. Cuối cùng, anh đã khỏi hẳn bệnh ung thư máu trước sự ngạc nhiên của giới y khoa. Qua câu chuyện của người anh nói trên, tôi nhận ra rằng ai có tâm từ bi thì người đó được một phước báo đặc biệt. Phóng sinh chính là sự khai phóng, sinh khởi lòng từ bi. Anh thà từ bỏ học vị mà mọi người mong muốn để giữ lại cái mạng sống của những con chuột thí nghiệm. Khi làm như vậy, anh vốn cũng không có chỗ mong cầu. Chỉ vì không đành lòng trước nỗi đau khổ của chúng sinh, lại tôn trọng giới luật của Đức Phật nên quyết không sát sinh. Anh đã ở vào tình trạng kiên quyết, thà trì giới mà chết, nhưng kết quả ngược lại, đã không chết mà cũng không phải khổ. Anh hiện nay còn có thể đi tới các nơi trên thế giới để diễn giải học thuật, sắc mặt cũng hồng hào, bình thường trở lại. Tiền bạc, học vị đều không đổi được mạng sống. Khi mạng sống của chúng ta kết thúc, cho dù tiền bạc có nhiều bao nhiêu, học vị có cao bao nhiêu, cũng không cách nào mua lại được một phút sinh mạng. Sinh mạng đáng quý như vậy, cho dù là một con trùng nhỏ, chúng ta cũng không cách nào khiến nó đã chết rồi sống lại. Cho nên khi nó còn sống, phải biết trân quý, tôn trọng sự sống tự do, an ổn của nó. Lúc bình thường, chỉ cần dùng ít tiền bạc là có thể cứu giúp, tránh được sự sợ hãi của loài vật khi bị giết, có thể đem lại cho nó sự sống. Sao ta lại không chịu làm? Nếu chúng ta thử đặt mình vào tâm trạng phải đối diện với cái chết, hoặc bỗng nhiên mạng sống bị rơi vào trong tay kẻ khác, sắp bị giết hại, thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay được tâm trạng khát vọng, mong mỏi được phóng sanh như thế nào. Không nỡ để chúng sanh khổ, không nỡ để thánh giáo suy, do nhân duyên như vậy, phát khởi tâm đại bi. Tâm trạng của người sắp bị giết. Có một người nhà họ Hứa làm việc ở trường trung học Đông Sơn. Một hôm, ông ở lại trong ký túc xá của nhà trường. Ban đêm, có một bọn trộm lẻn vào, bắt ông trói lại và bịt kín mắt. Trong bóng tối, ông nghe bọn chúng bàn với nhau là phải giết chết ông, vì ông đã thấy mặt bọn chúng.
e rằng sẽ gây bất lợi về sau. Bọn cướp tay cầm hung khí, trói gô ông lại. Ông thuật việc đó như sau: tuy chỉ có 3 tiếng rưỡi đồng hồ, mà đối với tôi như cả một đêm dài dằng dặc, dài nhất cả trong cuộc đời tôi. Ông trải qua một tâm trạng cực kỳ kinh sợ, rối loạn, chẳng khác nào một con vật đang nằm chờ chết. May sao, trong lúc hoảng hốt đó, ông chợt nhớ đến Đức Phật A-di-đà, nhớ đến thế giới cực lạc là nơi mình có thể sanh về. Do đó, ông vội vàng một lòng niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh. Không ngờ, ông niệm Phật hồi lâu thì bọn cướp cuối cùng đổi ý không giết ông, kéo nhau bỏ đi. Tâm trạng được sống sót sau khi đối diện cái chết thực sự sung sướng làm sao? Ông họ Hứa này từ đó về sau hết sức đề xướng, cổ động việc không sát sinh, làm việc phóng sinh. Bản thân ông đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng giảm một phần nghiệp giết hại là thêm một phần khí chất từ bi, an lành. Cũng như công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn, có thể khích lệ người phát tâm từ bi và thay đổi nhân quả xấu ác cho cả hai bên. Lời kết: thời mạt pháp suy vi, yêu ma mê hoặc mọi người. Thường thường nghe nói việc giới sát phóng sinh là hành vi ngu si chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, hy vọng mọi người có thể thâm thiết thể hội và suy nghĩ: Đức Phật lẽ nào có thể nói dối hay sao? Các vị tổ sư như Chí Giả, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ấn Quang lẽ nào là ngu si cả hay sao? Hàng ngàn, hàng vạn sự thực chứng cảm ứng về việc giới sát phóng sanh từ xưa đến nay vẫn còn rành rành. Đó là giả tạo hay sao? Hy vọng chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc được tấm lòng của các bậc thánh nhân, hiểu rõ đạo lý sâu xa. Nguyện cho tất cả mọi người đều thấu hiểu sâu xa, nỗ lực đề xướng việc phóng sinh, nắm lấy cơ hội thân người khó được này để tuyên dương, vận động cho việc giới sát phóng sanh, mang đến sự sống yên vui cho muôn ngàn sinh mạng. Đó mới thật là một việc làm vô cùng vĩ đại, xưa nay hiếm có.